Welcome to Vietnam. Hello, xin chào tất cả mọi người đã bán nhau mọi người sẽ ở đây. Vòng TV. Mọi người ơi, chỉ còn một ngày nữa thôi là mình sẽ được bay về Việt Nam chơi mọi người ạ. Mọi người ạ, thật sự bây giờ mình đang rất là háo hức luôn ý. Trời đất ơi. Mọi người ơi, 4 năm rồi mình mới được về Việt Nam chơi. Mọi người ạ, thật sự nên là mình rất là háo hức luôn. Và ngày hôm nay thì mình quyết định là mình sẽ quay lại cái quá trình, cái hành trình của mình về Việt Nam như thế nào nhá. Trước tiên ấy thì hiện tại mình đang chuẩn bị đi đóng đồ quần áo của mình để mang về Việt Nam mọi người ạ. Nên là bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đi đóng đồ đây. Và mọi người cùng theo chân mình xem hành trình của mình về Việt Nam sẽ như thế nào nhá. Ok, mọi người cùng theo chân mình đi xếp đồ nha. Và đây là cái đống đồ mà mình sẽ mang về Việt Nam mọi người ạ. Đợt này mình về thì mình sẽ không mang quá là nhiều đồ, bởi vì là mình định là mình sẽ mang một vài bộ đồ đi, sau đó thì sẽ tới Việt Nam và mua đồ ở đó. Sau một hồi xếp đồ thì mình cũng đã xếp xong rồi đây. Mọi người ơi, hiện tại thì mình cũng đã đóng hết những cái đồ mà mình sẽ mang về Việt Nam để mặc rồi mọi người ạ. Đợt này mình về thì mình cũng sẽ không có cầm nhiều, bởi vì là mình chỉ về có 2 tuần thôi ấy. Với lại là nếu mà thiếu đồ thì mình nghĩ mình sẽ về Việt Nam và mình sẽ mua để mặc thêm. Chắc là mình sẽ tắt video ở đây. Và hẹn gặp mọi người vào ngày mai trước giờ bay nhé. Hello mọi người ơi, hôm nay là ngày mình sẽ bay về Việt Nam nè mọi người. Hôm nay là thứ bảy, ngày 11 tháng 2. Và ngày hôm nay thì mình sẽ bay về Việt Nam. Hôm nay thì mình sẽ có chuyến bay lúc 6 giờ và đáp xuống Việt Nam tầm khoảng 9 giờ tối mọi người, ở sân bay Hà Nội. Và đây là outfit của mình ngày hôm nay, và mình sẽ mặc nó đi ra sân bay nha. Đây, đây là outfit đi ra sân bay của mình. Một cái áo này và váy, đi thêm một đôi tất lưới nữa. Đó, mình sẽ mặc như thế này đi ra sân bay. Thì đồ đạc mình đã sắp hết rồi, bây giờ chỉ đợi cái ông lái xe kiểu chở mình đi ra sân bay ra tới nữa thôi, rồi mình sẽ đi ra sân bay. Ok, tạm thời thì bây giờ mình sẽ ngồi đợi cái ông tài xế tới nha mọi người. Hẹn gặp mọi người vào chút nữa nhé. A few minutes later. Và sau một hồi ngồi chờ đợi thì cuối cùng xe chở mình đi ra sân bay cũng đã tới rồi nè mọi người. Vì đợt này về Việt Nam chỉ có mình và mẹ mình về thôi, nên là bố mình đang phụ hai mẹ con mình để đồ lên xe nè. Bây giờ thì chào tạm biệt bố và đi ra sân bay thôi. Ta-da, và mọi người ơi, mình đã lên xe rồi nè. Bây giờ thì mình đang trên đường đi ra sân bay. Bên cạnh mình hiện tại đang là mẹ của mình. Mọi người cùng theo chân mình đi ra sân bay nha. One hour later. Ta-da, và sau một tiếng đi xe thì mình cũng đã tới sân bay rồi nè. Từ nhà mình đi ra sân bay cũng khá là gần nên là đi cũng nhanh. Tới sân bay rồi mọi người ơi, tới sân bay rồi. Sân bay nó có vẻ hơi vắng. Giờ thì mình sẽ đi xuống lấy đồ. Sau khi mình xếp hành lý của mình lên xe đẩy xong, bây giờ thì mình sẽ cùng mẹ đẩy xe để vào trong sân bay nha. Và mình đã tới sân bay rồi nè mọi người. Đây là sân bay Incheon Kung Hang ở bên Hàn Quốc. Và đây là đống đồ mà mình sẽ mang về Việt Nam. Hello mọi người ơi, hiện tại thì mình đã có mặt ở sân bay quốc tế Hàn Quốc Incheon Kung Hang rồi mọi người ạ. Hiện tại thì mình đang đứng để đợi để check in ở bên trong đấy. Hôm nay mình và mẹ của mình sẽ đi hãng Vietnam Airlines, nên là đang đứng đợi để chút nữa chạy mua check in này. Tầm khoảng 3 giờ nó mới mở cửa cơ, mới mở để check in cơ. Nhưng mà bây giờ mới có 2 giờ bây giờ thì mới có 2 giờ 17 phút thôi, nên là mình phải đứng đợi. Và mình có một kinh nghiệm rất là quan trọng, đó chính là phải đứng giữ hàng cho mẹ mình. Mình đã vô đứng để check in rồi, tại mình đang đứng xếp hàng để đợi. Mình thấy mọi người về Việt Nam khá là nhiều đấy mọi người ạ. Đi về Lan 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 cũng đứng nhiều luôn á. Sau một hồi đứng xếp hàng thì cuối cùng mình và mẹ của mình cũng đã đến lượt để vào check in và cân đồ. Và đây là tổng cộng 3 vali mà mẹ mình sẽ ký gửi. Hello mọi người, mình đã nhận được vé máy bay rồi nè. Đây là vé máy bay của Vietnam Airlines và đây là cái hộ chiếu của mình. Hello mọi người, mình đã check in cho tất cả các hành lý và kiểm tra hành lý, sau đó là lấy vé máy bay tất cả các kiểu rồi mọi người. Bây giờ thì mình đã đi vào khu miễn thuế. Hiện tại thì mình đang xách cái vali đi. Bây giờ
giờ thì mình sẽ đi shopping ở trong cái khu sân bay Incheon Công Hàng này nha. Ở trong cửa hàng miễn thuế ở trong khu sân bay thì có rất là nhiều hãng nổi tiếng mà mọi người có thể ghé thăm, như là Louboutin nè, Gucci, Chanel, Dior vân vân. Mọi người có thể tới đây để shopping nha. Và sau một hồi đi lượn 7749 vòng ở trong cái khu miễn thuế này thì mẹ mình đã quyết định là đi vào một cái chỗ bán kính có tên là Candle Monster. Mình nghe nói là cái hãng kính này khá là nổi tiếng và mẹ mình đã múc ngay một em kính ở đây với giá là hơn 7 triệu đồng mọi người ạ. Sau khi ở tiệm kính đi ra xong thì mình đã thấy ở ngay đối diện có một cái tiệm bán nước hoa nên là mình quyết định là sẽ vô đây để xem nước hoa. Ở trong cái khu này thì mình thấy có khá là nhiều các dòng nước hoa nổi tiếng như là Prada nè, Gucci, Dior, vân vân. Và đập vào mắt mình thì đã có một cái dòng nước hoa của nhà Prada trông rất là xinh và thơm luôn mọi người. Vì vậy là mình quyết định là mình sẽ lấy cái em này nha. Giờ thì mọi người cùng theo chân mình đi tính tiền nhá. Cái em nước hoa Prada này mình mua có giá tầm khoảng 3 triệu tiền Việt Nam đồng. Mùi của em nước hoa này thì nó có khá là sang và thơm nên là mình khá là thích. Sau khi đi shopping và mua nước hoa xong ấy thì mình và mẹ đã ghé vào một quán gà để ăn. Nhà mình ăn trưa hôm nay là tầm khoảng 11 giờ, sau đó thì mình đã đi ra sân bay mà bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi. Nên là mình cũng khá là đói, vì vậy là mình phải mua cái gì đó ăn ngay, không thì mình chết đói mất. Cái gà này ngon nhưng mỗi tuổi là nó rất khá đậm đà, nhưng mỗi tuổi là nó rất là khô và bị nguội mọi người. Nó không nóng cho mình. Cái gì ạ? Few moments later. Sau khi đã nạp năng lượng ăn uống no nê xong, bây giờ thì mình và mẹ sẽ đi ra chỗ để đợi máy bay nha. Chắc chắn là mình đã tới chỗ đợi máy bay rồi này mọi người. Hello mọi người, mình đã đi tới chỗ ngồi đợi máy bay rồi. Hôm nay thì đáng lẽ là mình bay lúc 6 giờ nhưng mà do máy bay Vietnam Airlines nó có vấn đề nên là bị delay mọi người ạ. Nên là mình và mẹ đã phải bay cái chuyến lúc 7 giờ 25 delay tận hơn 1 tiếng rưỡi. Ôi là trời. Bây giờ thì mình sẽ ngồi đây và đợi máy bay và lên nha. Trong lúc ngồi đợi máy bay thì mình đã mua ở đây ra một hộp bánh donut khá là bé, kiểu cục viên ấy mọi người. Bây giờ thì trong lúc đợi máy bay thì mình sẽ ngồi ăn nó nha. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái này nha mọi người. Cái bánh donut này theo kiểu dạng viên ấy thì nó ăn kiểu khá là xốp, kiểu như là bánh bông lan ấy mọi người, chứ nó không có vị kiểu giống như là bánh donut bình thường đâu. Bên trong thì là nhân kem ăn khá là ngọt. Sau một hồi ngồi chờ đợi dòng dã thì máy bay Vietnam Airlines của mình cũng đã tới rồi nè mọi người. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi ra xếp hàng để vào trong máy bay nha. Giờ thì đi lên máy bay chỗ nào, let's go. Sau một đồ đứng xếp hàng thì cuối cùng mình cũng đã ổn định được chỗ ngồi trên máy bay rồi này mọi người. Chắc là tầm khoảng một vài phút nữa thôi thì máy bay sẽ cất cánh. Attention and we wish you a pleasant flight. Để hiểu rõ hơn, xin vui lòng dành thời gian đọc kỹ bản hướng dẫn an toàn được cài đặt trong tâm ghế. Please take a look at the safety instruction card located in your seat. Cuối cùng máy bay đã có di chuyển rồi. Sắp được bay rồi, sắp được về Việt Nam rồi, sắp được hít không khí Việt Nam rồi. Trời đất ơi, cuối cùng thì máy bay cũng đã di chuyển rồi. Tạm biệt Hàn Quốc và mình chuẩn bị bay về Việt Nam đây. Bye bye. Chắc chắn và cuối cùng thì máy bay cũng đã cất cánh rồi này mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cảnh đêm ở Hàn Quốc nha. Ở dưới kia còn thấy cả máy bay nữa kìa. Đây là cảnh của Hàn Quốc vào ban đêm này mọi người, trông rất là đẹp và sáng luôn ý.
máy bay đã cất cánh được một lúc rồi, bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đi xem phim ở trên máy bay nha mọi người. Ở trong máy bay Vietnam Airlines thì có rất là nhiều các bộ phim hay này, hoặc là mọi người có thể nghe nhạc, chơi game vân vân. Tuy tính tuổi hạn hiện tại của mình là 20 tuổi rồi nhưng mà tâm hồn của mình vẫn rất là trẻ con, vì vậy là mình sẽ chọn một bộ phim về Doraemon, Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon. Vừa lấy lên máy bay ấy, thì các cô tiếp viên hàng không đã phát cho mình một cái chăn, vì vậy là bây giờ mình sẽ xé cái chăn ra để đắp cho nó ấm. Sau khi máy bay cất cánh được tầm khoảng hơn 30 phút thì cũng đã tới giờ ăn tối rồi nè mọi người. Bây giờ thì mình sẽ được nghe các tiếp viên hàng không hướng dẫn, sau đó thì mình sẽ được nhận đồ ăn tối. Đầu tiên thì các cô tiếp viên hàng không đã phát cho mình một cái gói, thì đó có tên là hạt giang mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ bóc ra và ăn thử nha. Ở trong cái gói hạt giang ấy thì có đậu phộng nè và đậu Hà Lan wasabi. Ăn ấy thì mình thấy khá là bùi miệng và vui vui, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Cái đậu wasabi ấy thì nó hơi cay một chút thôi. Sau khi ăn xong thì bây giờ mình sẽ được nhận bữa tối nha mọi người. Chắc chắn vào đây là bữa tối hôm nay của mình nè. Ở đây thì mình có hoa quả, bánh mì, salad và một cái hộp đồ ăn, đây là mì gà nha. Trước khi ăn tối thì mình sẽ bóc cái dây ướt này ra để lau tay nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ trộn đều cái mì này lên. Mình và mọi người cùng ăn với mình nha, chào mừng Kishimita. Bữa tối ngày hôm nay ở trên máy bay của mình ấy, thì mình thấy cái mì này ăn khá là nhạt so với mình, bởi vì là mình là một đứa rất là thích ăn kiểu đậm đà, nhưng mà cái mì này thì nó khá là nhạt. May là có nước sốt gà nên là nó cũng đỡ được một phần nào, nhưng nói chung là ăn được nha. Mình sẽ ăn mì cùng với bánh mì. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái salad này nha mọi người nhé. Cái salad này thì mình ăn thấy cũng khá là ổn, cũng không gọi là quá xuất sắc đâu, nói chung là ăn cũng được nha. Chắc chắn là mình đã ăn hết sạch sành sanh cái đống đồ ăn của mình rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ ăn đến tráng miệng nha. Đầu tiên thì mình sẽ ăn thanh long. Tiếp theo là dưa hấu. Và cuối cùng thì mình sẽ ăn cái miếng đu đủ này. Vietnam Airlines mãi đỉnh, tuyệt vời. Sau khi ăn uống no nê xong, bây giờ thì mình sẽ tranh thủ ngủ một chút ở trên máy bay nha mọi người. Nên là hẹn gặp mọi người vào chút nữa nhé. Sau khi mình ngủ một giấc thức dậy thì mình phát hiện ra là mình sắp tới Hà Nội rồi mọi người ạ. Chỉ còn một vài tiếng nữa thôi là mình sẽ bay tới Hà Nội rồi. Mọi người nhìn đất nước Việt Nam của chúng ta vào ban đêm này, trời ơi, đẹp dã man luôn đấy, đẹp không thua kém gì Hàn Quốc luôn. Trời ơi, sắp được hạ cánh rồi, sắp được đặt chân xuống Việt Nam rồi, nhìn rất là chill và thơ mộng luôn ý. Ta-da, và sau một hồi thì mình cũng đã được hạ cánh xuống sân bay Nội Bài rồi nè mọi người, máy bay sắp đáp xuống dưới mặt đất rồi. Và cuối cùng thì chuyến bay từ Hàn Quốc bay về Việt Nam của mình cũng đã được hạ cánh rồi nè mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lấy hành lý để đi xuống máy bay nha. Mình đã tới Việt Nam rồi, tới sân bay Hà Nội rồi. Hello, cuối cùng thì mình cũng đã có mặt tại sân bay Nội Bài Hà Nội rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài nha. Tới sân bay Hà Nội rồi, bây giờ thì mình sẽ đi lấy đồ và check in để đi ra nha mọi người. Quá trời quá đất luôn. Sau khi check in để đi ra ngoài xong thì bây giờ mình và mẹ đang đứng để lấy hành lý ký gửi.
sau khi lấy hành lý xong thì cuối cùng mình cũng đã được gặp người nhà của mình đi ra đón rồi mọi người ạ. Trời ơi, cuối cùng thì cũng đã được hít không khí Việt Nam rồi. Hello mọi người ơi, mình đã về tới Việt Nam rồi, đang ở sân bay Hà Nội và mình đã đáp cánh rồi mọi người. Bây giờ thì mình đã lấy hết cả hành lý và bây giờ thì chuẩn bị đi về nhà, đi về Hải Phòng nha mọi người ạ. Và cái hành trình của mình về Việt Nam đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu là thích thì nhớ cho mình một like, share, subscribe cho mình nha. Chúc cho anh chị nào để tập ngày đẹp mới và sau nhé. Bye bye. Stay forever.